đăng lên là Dương Minh Châu đánh hả thầy? Dương Châu vô đây. Ô Hương khá là làm gái đẹp. Vậy có não suy nghĩ. Xuân Bảo bỏ trắng. Xuân Bảo em phải lo mấy trái thủ dài. Nhìn cái trắng, mấy trắng nó cũng đẹp. Bỡ quá nhưng mà em giáp trắng. Chú Lô Kỳ. Hay. Ba ông bảo à. Messi Mỹ không phải tới Mỹ không? Đồ hỏi á. Mười lăm chín. Mười lăm à? Ừ. Đã lên bữa. Không chắc phải quay cho đội đầu. Thầy đây thầy. Ờ vui. Của em này. Thầy ơi, cái lưng nào cũng được lắm chú bộ. Xuân Bảo cự cơ em trai, nãy cự cái em quay rồi, dính hàm răng. Dính em thui rồi, mà dính hàm răng trong mắt. Thầy ghép được bộ của trường em với trường thầy. Thầy ghép nó vô bộ ảnh luôn rồi. Nhà hầu nó là chụp nguyên đội luôn. Đang học quán rồi. Em lấy mũi trung bình. Em lấy mũi trung bình của nãy ngồi nói với tao rồi. Ngoài bảo ơi. Y trái bữa tao tầm. Tại tao thua cục tay nữa thôi. Vậy mà độ mới bữa anh lên quánh ăn. Ừ, anh quánh vậy, anh quánh bù ba. Có mấy thằng thua mà anh vô anh quánh ăn thôi. Thôi,
Tại bữa ăn cua xây người nữa lên quanh cái banh ngay trước mặt nó không đợi. Đỏ né. Hoàng không chạy luôn. Trung bình nó của thấy không, Hoàng nói vậy suy người giờ đi chỉ chỗ yếu sẹt thôi. Hoàng lên Hoàng rồi rồi 20-12 thời gian nói chuyện thiếu. Bạn có số 7 mới được. Bởi trên thầy chiếc cuối đụng mấy em tưởng thua không muốn quyền. Ê thầy. Sao quên thầy xin lỗi. Tại tính chỗ này nắng. Tính vô chỗ này mát mát. Nóng thầy ơi. Lưới cao quánh mới tốt. Kệ sao.